Xưa có một gia đình rất đông con, người chồng tên là Đan, người vợ tên Phan. Nhờ phát được nhiều nương và vỡ được nhiều ruộng nên đời sống không đến nỗi túng thiếu. Ăn cháo. Mùa vụ này bị hạn hán, nhưng may mà nhà mình vẫn để được thóc dự trữ từ vụ trước, nên giờ mới có cơm và cháo cho các con ăn đấy. Mẹ ơi, bố ơi, Có chuyện gì vậy con? Mẹ ơi, có chuyện gì thế này? Các con à, nín đi, có chuyện gì vậy? Người ta vào cướp hết thóc của nhà mình rồi. Chỗ thóc mình dự trữ từ vụ trước đã bị cướp hết rồi. Trời ơi là trời, hạn hán mất mùa thế này, đã thế lại còn bị cướp hết thóc gạo, thì các con của tôi biết ăn bằng gì đây hả ông trời ơi? Gặp vụ hạn hán, ở làng cũng không có ai còn đồ ăn mà chia sẻ với nhà mình nữa. Thôi thì các con đành ở nhà ngoan ngoãn, bố mẹ lên núi phát nương làm rẫy, khi nào có thóc gạo thì mang về cho các con ăn. Ngoài vườn vẫn còn nhiều quả, lá cây, rễ cây và rêu đá nữa. Khi nào đói, các con ra đó lấy về ăn nhé. Cực chẳng đã bố mẹ mới phải bỏ các con ở lại mà đi thế này. Nếu không đi thì không biết đến bao giờ nhà ta mới có đủ gạo để ăn nữa. Bố đừng đi, mẹ đừng đi, mẹ cho con theo với. Các con ở nhà ngoan nha, nhớ bảo ban nhau. Bố mẹ đi rồi, nhanh mang thóc gạo về cho các con ăn nhé. Nếu chăm chỉ thì chỉ vụ mùa tới, chúng ta sẽ phủ kín lúa ở khu đồi này. Như vậy thì các con của mình sẽ không bị đói nữa rồi. Bố mẹ ơi, con đói lắm. Con, các con của tôi, chúng đang kêu đói. Bình tĩnh đi mình, lũ trẻ ở nhà có thể tự lo được. Giờ việc của vợ chồng mình là chăm chỉ phát rẫy để mang thóc lúa về cho các con. Nhưng các con của tôi thật đáng thương. Bố mẹ ơi, đói quá. Các con ơi, bố mẹ đang cấy lúa, lúa đang nảy mầm rồi. Các con ơi, lúa đã lên xanh. Bố mẹ ơi, đói lắm. Các con ơi, lúa đang chín. Bố mẹ ơi, đói lắm. Tôi sẽ nấu một chõ xôi lớn, sau đó mình sẽ nắm ra từng nắm nhỏ mang về cho các con ăn. Các con chắc đang đói và mong ngóng vợ chồng mình về lắm đấy. Các con ơi, bố mẹ về rồi đây. Các con tôi đâu cả rồi? Sao nhà cửa lại tan hoang thế này? Bố mẹ ơi, đói lắm. Chắc chúng đói quá nên chạy vào rừng tìm vợ chồng mình rồi. Các con ơi, các con đang ở đâu? Bố mẹ ơi, đói lắm. Các con của tôi, các con ở đâu? Ra đây với bố mẹ mà ăn xôi. Ôi, các con tôi, phải chăng vì đói quá nên chúng đã hóa thành chim rồi ư? Các con ơi, bố mẹ đã cấy lúa, đã nấu xôi cho các con ăn rồi. Các con lại đây với bố mẹ. Chúng con ăn quả đã quen, còn xôi xin nhường bố mẹ. Ôi, các con của tôi, vì đói quá nên mới hóa thành chim đi tìm quả mà ăn. Các con của tôi, vì thương con, họ gục đầu vào đá xôi mà chết. Sau này, mộ của họ mọc lên một loại cây rất lạ. Trên là cây, dưới là củ. Củ có màu trắng, khi luộc lên ăn thì rất dẻo và thơm như ăn xôi, và người ta gọi đó là củ mài. Còn những đứa con của họ thì hóa thành chim thường đan phan, thường kêu vang cả núi rừng vào mùa lúa chín để nhắc lại cảnh khổ cực của bố mẹ ngày xưa. Tiệm cơm Hoàng Kim. Mình à, hôm nay chúng ta đắt hàng quá nhỉ? Ừ, chúng ta mở cửa hàng cũng chỉ mong thế này thôi là mừng rồi. Trộm!
Bà con ơi, trộm! Mọi người xem đi, trời, cháu nhóc này vừa ăn trộm của tôi hai cái bánh bao đó. Trời ơi, bé như vậy mà đã bày đặt đi ăn trộm rồi. Dạy nó lên phường đi. Trời, cháu xin bác. Đi, tao phải kéo mày lên phường giải quyết mới được. Khoan đã, để tôi trả tiền hai cái bánh bao cho chị. Hôm nay tạm tha cho mày nha. Đi nào, về quán cơm của ta, chắc là cháu đói rồi. Tại sao cháu lại ăn trộm bánh bao của người ta vậy? Dạ, cháu đã dùng hết tiền của mình để mua gói thuốc này cho mẹ. Cháu đói và mẹ cháu cũng chưa có gì ăn, cho nên cháu đánh liều trộm hai cái bánh bao mang về. Nhưng thì ra là vậy. Thôi, bác hiểu rồi. Mình ơi, bà chuẩn bị cho tôi một suất cơm cho thằng bé mang về nhà. Có ngài đây. Bác ơi, bác đã trả tiền hai cái bánh cho cháu rồi, sao cháu dám làm phiền hai bác nữa? Không, cháu không nhận đâu. Đây là suất cơm ta tặng mẹ cháu cơ mà. Người ốm cần phải tẩm bổ thì mới mạnh khỏe được. Của con đây. Nhớ bảo mẹ con ăn thật nhiều vào cho mau lấy sức nha. Dạ, cháu cảm ơn hai bác. Cháu là Cường. Ngày mai nhất định cháu sẽ đến trả hai bác tiền suất cơm ạ. Bác ơi, cháu đến trả tiền suất cơm hôm qua ạ. Ta đã nói là cho mẹ cháu mà. Cháu cảm ơn bác. Bác ơi, bác có thể cho cháu một suất cơm mang về được không ạ? Cháu chỉ xin chút cơm nguội và một chút nước rau thôi ạ. Được chứ, cháu ngồi đợi một lát, bác sẽ lấy cho. Của cháu đây, ngày mai cháu lại tới nha. Dạ, cháu cảm ơn bác. Rất nhiều năm sau. Bà biết tin gì chưa? Khu phố cũ nhà mình sắp bị giải tỏa để xây mới rồi. Tôi cũng vừa nghe tin lúc sáng thôi. Giải tỏa hết thì nhà mình biết về đâu bây giờ? Tôi thì chỉ lo cho tiệm cơm này thôi. Bao nhiêu công sức gây dựng của mọi người, giờ phải làm lại tất cả. Chào hai bác. Đây có phải là quán cơm Hoàng Kim không ạ? Dạ, đúng là quán cơm Hoàng Kim đây. Nhưng bây giờ quán chúng tôi chưa phục vụ, anh thông cảm nha. Ồ không, tôi là người của một công ty, theo lệnh giám đốc đến đây để mời hai bác cùng hợp tác kinh doanh. Ồ, hợp tác thế nào? Công ty chúng tôi muốn mời hai bác cùng mở một tiệm ăn lớn. Công ty sẽ lo phần mặt bằng và tất cả các chi phí của tiệm, tiền lương của nhân viên. Còn hai bác sẽ quản lý về nhân viên, đầu bếp và chất lượng của món ăn. Lợi nhuận sẽ chia đều 50-50. Hai bác thấy thế nào? Tất nhiên là chúng tôi đồng ý. Nhưng mà hình như chúng tôi chiếm phần lợi nhiều quá rồi. Chúng tôi có quen với công ty nào đâu. Có đấy. Mời hai bác đi một chuyến đến thăm cửa tiệm mới. Giám đốc của tôi đang chờ hai bác đấy ạ. Đẹp quá. Xin mời theo lối này. Xin chào hai bác ạ. Cậu là... Cháu chào hai bác. Cháu là Cường đây ạ. Trời, là cậu bé Cường. Cường năm xưa đó sao? Những bữa cơm của hai bác ngày xưa đã làm động lực cho cháu. Nhờ đó mà cháu mới có được ngày hôm nay đấy ạ. Cháu luôn biết ơn hai bác rất nhiều và mong sớm báo đáp được lòng tốt của hai bác. Thật không ngờ cậu bé nghèo đói ngày xưa đã trưởng thành đến như vậy rồi. Phải đó, hai bác rất mừng cho cháu và cũng cảm ơn cháu rất nhiều. Cảm ơn cháu. Tìm người kế nhiệm. Các em hãy chú ý cách tôi làm. Và tìm cách giải thích cho hiện tượng trên nhé.
Kỳ lạ quá, đó là gì nhỉ? Các em hãy cho thầy biết chất màu tím ma thuật này là gì. Thưa thầy, chúng em không biết ạ. Thực ra, bí mật nằm ở chất bột trên các tấm giấy. Đó là nitrogen GOD, một hợp chất hóa học cực kỳ nhạy cảm. Do cấu tạo hình kim tự tháp với ba nguyên tử iốt to lớn nằm gần nhau gắn với nguyên tử nitơ, chỉ cần bất cứ kích thích nhỏ nào, thậm chí là một cơn gió nhẹ, nitrogen GOD cũng sẽ nổ ngay lập tức. Hóa ra là vậy, thú vị quá. Đây chính là bài học hôm nay của chúng ta. Hợp chất nitrogen GOD, mời các em ổn định chỗ ngồi và chúng ta bắt đầu bài học. Các em chú ý nhé. Nhanh thật, thế mà chúng ta đã làm việc với nhau bao nhiêu năm rồi. Tôi già rồi, phải nhường bước cho thế hệ trẻ chứ. Vậy ngài đã tìm được người kế nhiệm thay thế ở vị trí này chưa? Tìm được rồi, là một người tôi rất ưng ý. Là ai vậy? Là Mark, giảng viên thực tập mới khoa tôi. Một cậu thanh niên có đam mê nghiên cứu, lại thông minh và sáng tạo. Tuy nhiên, có một điều tôi cứ suy nghĩ mãi. Chuyện gì vậy giáo sư? Thật khó để một người trẻ gắn bó với viện nghiên cứu khô khan và nhàm chán này, với một đồng lương chẳng mấy để có thể lo được cuộc sống no đủ. Tôi không biết liệu cậu ấy có kiên trì cho tới cùng để theo đuổi con đường nghiên cứu này giống tôi không. Tôi có ý này hay lắm. Tôi sẽ đích thân đề nghị cậu ta một công việc khác ở công ty thực phẩm hóa học với mức lương vô cùng hấp dẫn. Chúng ta sẽ thử xem cậu ấy lựa chọn thế nào, rồi ngài sẽ có quyết định của riêng mình. Không được, chúng ta đừng đánh giá đạo đức con người qua một sự lựa chọn của họ. Mark xuất thân trong một gia đình rất nghèo khó. Thử nói, khi ngài đưa ra một công việc với mức lương hấp dẫn, một mặt ngài lại trông chờ anh ta từ chối công việc lương cao đó để gắn bó với phòng nghiên cứu, thì đây là yêu cầu quá cao, chỉ dành cho bậc thánh nhân, không màng tới danh lợi mà thôi. Vậy ngài quyết định thế nào? Tôi sẽ đặt niềm tin ở Mark. Lòng người nhiều khi không phải vàng thau để đem ra thử lửa được đâu. Có đúng là không nên dùng phép thử này không? Rất nhiều năm sau đó. Cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian đến lắng nghe buổi thuyết trình của tôi ngày hôm nay. Rất mong có những đóng góp hữu ích ạ. Chúc mừng giáo sư, bài thuyết giảng xuất sắc quá. Mark, anh đã không phụ lòng giáo sư David. Anh quả thật là người kế nhiệm tài ba. Cảm ơn phó viện trưởng. Tôi không nghĩ là anh gắn bó được với phòng nghiên cứu lâu vậy đâu. Hồi xưa tôi đã định thử lòng anh mà coi như không cần thiết rồi. Thử lòng ư? Chuyện là thế nào thưa phó viện trưởng? Anh sao thế Mark? Thật may là hồi ấy giáo sư David đã không quyết định thử lòng tôi. Ngài biết không, khi đó nhà tôi lâm vào khó khăn lớn. Ba tôi mắc vào một khoản nợ và mẹ tôi ốm nặng. Cả gánh nặng gia đình đặt lên vai tôi. Nếu lúc đó ngài đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn như vậy, chắc chắn tôi sẽ nhận lời. Thật vậy ư? Đúng vậy. Và chắc chắn lúc đó tôi sẽ không quyết định theo đuổi công việc ở phòng nghiên cứu với mức lương thấp như vậy. Đó hẳn là một sự lựa chọn đáng hổ thẹn, phải không phó viện trưởng? Không đâu Mark à. Ai cũng có quyền lựa chọn những điều tốt nhất cho cuộc sống của mình. Chỉ có điều, nếu hồi đó anh lựa chọn làm việc ở công ty thực phẩm hóa học với mức lương hấp dẫn ấy, chúng tôi đã không có được một giáo sư với những công trình khoa học tầm cỡ như bây giờ rồi. Vâng, đúng vậy. Và như đó, tôi sẽ không thể nào đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Khi có một lựa chọn, tôi sẽ theo đuổi nó cho đến cùng và không cần suy nghĩ nhiều. Đúng vậy. Lớp học thiên thần. À,
rồi kìa các cậu ơi. Chào những thiên thần nhỏ tương lai của ta. Chúng con chào thiên thần ạ. Thưa người, chúng con đã hoàn thành khóa học rồi. Vậy bao giờ chúng con mới được trở thành thiên thần như người ạ? Sẽ sớm thôi. Hôm nay ta đến đây để giao cho các con một việc. Là việc gì ạ thân người? Chúng con luôn sẵn sàng. Thân người, chúng con phải làm gì với những chiếc đèn vàng này ạ? Sắp tới thiên đình sẽ tổ chức yến tiệc đêm. Các con có nhiệm vụ lau những chiếc đèn vàng này cho thật sáng bóng, để có thể chiếu những ánh sáng lung linh nhất cho buổi yến tiệc của thiên đình. Ồ, tuyệt quá, thiên đình sắp có yến tiệc, chắc phải rực rỡ lắm đó. Đèn của tớ sẽ sáng nhất trong yến tiệc cho mà xem. Đèn của tớ cũng sẽ tỏa sáng không kém của cậu đâu nhé. Ta tin tất cả các con đều sẽ làm tốt thôi. Ta sẽ quay lại sau một vài hôm nữa. Các con hãy chăm chỉ nhé. Dạ, chúng con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ. Thiên thần nói vài hôm nữa sẽ quay lại. Sao hôm nay vẫn chưa thấy thiên thần đến nhỉ? Ừ nhỉ, chắc thiên thần bận nhiều việc quá nên quên mất chúng ta rồi. Đã mấy ngày rồi mà thiên thần không tới. Chắc là thiên đình không tổ chức yến tiệc nữa rồi. Có lẽ vậy, chán thật đấy. Vậy thì những chiếc đèn này không dùng đến nữa rồi. Chúng ta lau làm gì nữa nhỉ? Đúng vậy đấy, có lau sáng bóng cũng có dùng đâu. Chúng ta đừng lau nữa. Phải đó, mà có dùng thì chúng mình lại lau, lo gì? Đúng thế, mình có thể lau lại mà. Thôi, cậu đừng lau đèn nữa. Chúng ta ra ngoài kia chơi đi. Nhưng mà thiên thần đã tới đâu? Không, tớ sẽ tiếp tục lau nó cho đến lúc nào thiên thần tới lấy đèn hoặc có lệnh khác mới thôi. Cậu không thấy hả? Thiên thần sẽ không trở lại. Yến tiệc chắc cũng hoãn luôn rồi. Lau làm gì nữa? Tớ không chơi đâu, tớ phải lau tiếp. Tớ tin thiên thần sẽ trở lại. Thế thì cậu cứ ngồi đó mà lau đi. Chúng ta đi chơi đây. Đúng là đồ ngốc. Chào các con. À, thiên thần, chúng con chào người. Thế nào, đèn của các con đâu rồi? Dạ, chúng con đã lau rất sạch rồi ạ. Xin người đi theo chúng con. Chết, những chiếc đèn lại bám bụi hết rồi. Các con không lau đèn sao? Chúng con đã lau rất sạch rồi, nhưng mà chờ mãi mà không thấy người tới nên... Thưa thiên thần, đèn đây ạ. Con đã lau sạch chiếc đèn theo lời người dặn rồi ạ. Tớ hút lắm, con làm rất tốt. Các con biết không, đây chính là phần thử thách cuối cùng để chọn ra người được chính thức trở thành thiên thần. Và lần này, chúng ta chỉ có duy nhất một thiên thần đạt tiêu chuẩn. Ơ... Ồ, cậu ấy mọc cánh kìa. Cậu ấy thành thiên thần thật rồi. Chỉ cần các con có thêm một lòng kiên trì, tận tụy thì sẽ làm được như bạn ấy, sẽ tốt nghiệp khóa học thiên thần. Các con cần nhớ, thiên thần phải có đủ những phẩm chất tốt đẹp,
Dạ, chúng con hiểu rồi ạ. Chúng con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tốt lắm, ta hy vọng các con đều sẽ trở thành những thiên thần tuyệt vời của thiên đình. Chú chó Tu Ma. Sao nó loạn choạng như say rượu thế Liên? Mắt nó mờ lắm. Tớ cho nó đi khám bác sĩ thú y rồi. Bác sĩ kết luận nó nhìn hơi xa một chút là mờ ảo, không thấy gì. Như chứng cận thị ở người ấy. Nó cận khéo nặng hơn tớ. Thật thế à? Lần đầu tớ nghe chó bị cận đấy. Ừ, trước nó nhanh nhẹn lắm, thế mà gần đây đâm thế đấy. Ngoan quá này. Nó thấy tớ đi với cậu nên không cắn gì này. Có khi vì nó không nhìn rõ cậu nên tưởng cái na em tớ ấy. Nói thế, dù nó không nhìn rõ nhưng giống chó khôn lắm. Nó nhớ được hơi người nữa đấy. Mong nó sớm hồi phục. Từ hồi nuôi chó đến giờ, tớ quý nhất là con Tu Ma này đấy. Đâu mất rồi? Liên ơi, ra mẹ bảo. Có chuyện gì vậy mẹ? Con có cất bộ áo da hôm qua mẹ mới mua cho ba con không? Dạ không có. Thế thì trộm lấy mất rồi. Trời ạ, bộ áo đắt lắm. Chán ghê cơ. Nhà có con chó mà cũng như không ấy. Mẹ tính không nuôi con Tu Ma này nữa đâu. Mẹ đừng giận mà, để con dạy nó lại. Tu Ma, ra ngoài đi, mẹ biết là mày chết chắc đấy. Ra đi, lát nữa bạn tao sang chơi, rồi tao dắt đi dạo nha. Lại là con Tu Ma. Dạ, con... Con biết không, đây là chiếc bình kỷ niệm bà ngoại tặng mẹ. Mẹ giữ nó đã mấy chục năm rồi đấy. Lần này thì mẹ quyết định bán nó nha. Con đừng có xin nuôi nó thêm nữa. Dạ, con xin lỗi mẹ. Tu Ma ơi, tao phải làm sao bây giờ? Tiên ơi, có chuyện gì vậy? Mẹ tớ bắt bán con Tu Ma rồi. Cậu để tớ nuôi Tu Ma cho. Ba mẹ tớ dễ tính lắm, tớ sẽ chăm sóc cho nó. Được vậy thì tốt quá. Không phải bán con Tu Ma đi, tớ biết ơn cậu lắm. Không có gì đâu mà, tớ cũng rất yêu chó. Tu Ma à, cố lên nha. Tao thương mày lắm đó. Mấy tháng sau. Tu Ma, mày đấy sao? Liên đấy à, vào đây cậu. Mình sắm mấy chậu cây rồi dạy con Tu Ma lần theo dấu cây mà đi đấy. Vì làm kính cận cho nó khó lắm. Cặp kính cận nó đang đeo đôi khi vẫn bị mờ. Cũng phải mất gần 2 tháng thì nó đi thạo và không bị loạn choạng nữa. Mình đã xin phép ba mẹ sắp xếp lại phòng khách đấy Liên ạ. À, để đồ đơn giản để Tu Ma không bị va chạm. Lúc này tớ thấy xấu hổ quá An à. Tớ đã chỉ biết than khóc mà không tìm ra được giải pháp gì giúp cho Tu Ma. Tu Ma vẫn nhớ cậu đấy. Cậu có muốn mang nó về không? Giờ thì nó ổn rồi. Mẹ tớ không cho nuôi chó nữa rồi. Cậu là người chủ mới tuyệt vời của nó. Người đã kiên trì giúp Tu Ma bằng trái tim yêu thương dành cho một người bạn thật sự. Tớ sẽ chăm sóc nó. Cậu đừng buồn nhé. Tu Ma vẫn luôn nhớ cậu mà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.